Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu đua Desperado. Cây này thì anh em hóng đất từ lâu rồi, hóng từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để được mua em nó. Hồi đầu thì nó bán ngày 22 tháng 9 đến mệnh, sau thì nó rời sang 29 tháng 9 mới bán. Và bây giờ thì mình có cơ hội trên tay rồi. Nó rất là ngon. Anh em nào mà có đủ điểm range thì anh em hãy múc ngay thôi. Thì như là range kim cương trở lên là mua được. Úi rồi, anh tơ kìa. Cái định mới. Tay gì mà dài thế bạn ơi? Khắm thế à? Rồi nó đi ngang, nó lướt qua và kéo ngay cái cô tích băng bảo vệ của mình. Hay thế bạn tơ ơi, bạn đến giờ chết của bạn rồi đấy. Đúng rồi, bạn xuống đất đi nhá. Vâng, anh ấy đã trở về với cát bụi. Cái này thì nó bá lắm, cứ xa hay gần gì đều cũng dễ sọt. Và mình đánh giá thì cây này nó bá ngang hoặc hơn cây quái thực chết nhầm gì ta, cái cá mập khát máu đấy, cái khẩu súng shotgun mà mình nói là bá nhất đấy. Bây giờ cây này còn ăn đứt cây này nhét đạn rất là nhanh, nó thay đạn kiểu như là chỉ cần mở ra và lắp vào, đơn giản một nốt nhạc. Đúng rồi. Cái này mình bắn cứ vào đầu zombie phát cao nhất là 4.000 bị mệnh. Shotgun mà nó làm phát 4.000 thì bố con thằng nào chịu được đấy, còn bình thường thì cứ 1 đến 3.000 mà dã thôi. Cái gì đấy biến luôn cho nó chắc chuyện. Rồi hai thanh niên bọc hai hướng bảo làm sao em chạy. Rồi em không làm gì các bác cứ hiếp em như thế này. Rồi rồi gì đấy đường nào cũng dính người này. Ôi trời, chết nhầm, đường nào cũng dính giống bay. Bọn này không biết là nó ăn cái gì, ăn cái giống gì mà nó bọc nhiều hướng thế. Rồi buồn khựa. Rồi té đây, em té đây, em biết là mấy bác nguy hiểm rồi, em chạy thôi. Cứ một mình không thể cân tất, ôi không thể liếm tất và liếm cả đất xung quanh. Ừ, là gì đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thôi xong rồi, đồng thế. Thử xem nào, còn 31 giây nữa. Còn 31 giây nữa. Tao sợ mày quá cơ. Rồi, mấy cái thằng này, mình ham ăn thằng tơ thì nó không ngừng sờ soạn mình. Ừ, rồi, vai cả xoài. Rồi mấy anh tia chớp, sao mấy tay mấy anh ấy bàn tay 5 ngón. Ấy không phải, bọn này nó cầm cái gì ấy, chứ không phải là bàn tay 5 ngón. Thì mệnh, nó sờ cái kiểu gì mà mình mất tiết như điên ạ. Bọn hút máu này, mình cứ tưởng là nhà phát hình mới hút máu thôi. Bọn này hút máu cũng không ngang với lại hơn với nhà phát hình, đùa. Nhà phát hình ở đây thì mình không nói ai, thì cứ ai mà phát hành game thì cứ lại hút máu, cái đấy là chuyện bình thường. Đấy là chuyện bình thường thôi, không hút máu thì người ta làm sao mà sống được. Nhưng bọn giống bài thì nó khác anh em ạ. Úi rồi gì đấy, nó hút máu, nó không hút máu nó cũng sống được, nhưng mút cô tích thì phải nằm xuống. Hay lắm DM. Ô cái gì này, hết luôn này, đùa cắm thế à? Rồi rồi, một trận mà nó lướt qua trong đời mình, nhưng mình không hiểu, không, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi đang làm cái gì thế này, méo biết luôn ạ. Ô nhanh vợt cờ lờ. Kiểu như một mình một con cáo hàng rồi, nó lướt qua nhanh quá, 2 giây mình không biết gì luôn. Hai cái trận mắc nhanh. Trận nhanh nhất của anh em là bao nhiêu? Đối với mình quá nhanh rồi, nhưng đối với mình như này là quá nhanh. Cuộc tình mà nó lướt như này thì chết. Nhanh như thế này thì em từ nay em không yêu đương gì nữa. Nhanh quá, rồi gì đấy. Rồi. Bạn tia chớp bắt đầu bất lực với tụi mình. Đến mệnh thẩm dui một lũ lũ phía sau, mình thì cầm đua shotgun vào và sấp mặt lờ, thì em ấy làm sao mà sống được. À thế rồi, mình tính vòng ra sau nó cứ hồi sinh như thế này, nguy hiểm thật, may là mình chưa đâm đầu vào này thì nguy hiểm này. Rồi cây này đàn nó to phê nha mạng, cứ tầm một băng là dã chết một con zombie rồi mà anh em đấm mồm ấy. Rồi chạy đi bạn ơi, đổi súng làm cái mắm gì, mình đang test súng. Cây này thì cái skin bên ngoài đáng nhẽ là DF, kiểu như là súng không có skin ấy, nhưng bây giờ nó đã trang bị thêm cái skin cho đội thắng cuộc, tức là đội top 1 về cái giải đấu ấy. Đấy, AG hiện hai chữ AG này, bên tên bên bên phải bên trái hình như là chữ số 8 hay gì đấy, méo kỹ nhớ, méo thấy kỹ. Rồi cứ vào đầu bình thường là cứ 1.000 mấy thôi. Úi rồi, một phát cũng trên này chị mệnh mày trâu mày, như một con bò ấy. Chắc là cái
cái cận chiến của mình nó yếu quá. Rồi có một con cương thi nhấp nháy lấp ló phía sau thằng Tơ. Ôi, các bạn thấy không ạ? Xa cỡ đấy mà headshot 1.900 bị mệnh. Súng của nó mệnh cỡ đấy. Rồi, mình sẽ biến hero để liền la liếm ít kill. Chứ đi như này thì Zumbai nó không phát hiện được. Đấy, chỉ có thằng Tơ thôi. Bây giờ trong phòng thì chỉ có thằng Tơ là như chó thôi. Nó có thể ngửi lấy mùi chúng ta. Chứ Zumbai thì nó không ngửi được. Đấy, bọn này dùng bình thường thì không, nó không ngửi được. Bắt buộc phải biến hero thì nó mới ngửi được cơ. Úi dồi, cái gì đấy? Cái gì đấy? Lao vào đây. Thôi xong. Thôi, giờ em rút lại cái câu nói lúc nãy à. Đỉnh mệnh. Úi dồi, còn có 111 tiết. Ghê quá. Rồi, chúng ta sẽ cùng bầm tiếp. Trận này phải chơi nghìn ngu nhiều tí. Sao dạo này mạng lag ấy nhở? Đỉnh mệnh chơi toàn bị cao xa. Hồi trước mình chơi có cao xa đâu. Anh em cứ thấy cái ping mình xanh như vậy chứ. Ping tầm 5x, 4x kìa. Bắn mới được. Chứ còn ping mà lên như này thì nó là cao xa. Rồi. Phần làm zombie. Chữa một lần sơ ái. Đỉnh mệnh. Đến thế. Rồi. Cuối cùng cũng sờ được một thằng. Hay thế. Rồi. Mình là con Tơ hiền lành. Không chạm vào ai. Những ai bắn mình là mình sờ sấp mặt lờ. Gì đấy? Úi dồi. Này thì nguy hiểm này. Úi dồi, thằng này. Bạn nhanh đấy. Game VL ạ. Nó biết ngay mình đứng bên kia. Tại mình cầm Tơ mà. Pha đấy mà mình không cầm Tơ, mình cầm zombie chắc là chết cả hai. Nhưng cũng chết thôi. Nhìn mệnh. Sống sao? Sống sao với bạn tay 5 ngón của mình. Cái trưởng lực nó xa VL. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Ủa. Biết thế mình chơi đặc biệt. Khắm thế. Rồi không sao, mình sẽ lên lần nữa. Lên lần nữa, cuộc tình phải chơi 2 lần. Ôi cái gì đấy. Rồi ok, mình sẽ vào trận khác. Đinh mợi, tự dưng đang làm clip mà cái thằng chủ hạc đó lại troll mình. Khắm thế à rồi. Rồi không biết tại sao rồi. Dạo này chủ hạc cho mượn à. Mà đeo có tâm. Cứ người ta đang làm clip mà cứ vào ngang như thế này. Bảo làm sao? Em phải sống sao bây giờ? Úi dồi. Hai thanh niên ấy, bạn của nhau, sao lại cào nhau thế kia? Sờ cái bàn tay nhơ nhuốc. Úi dồi, đây. Úi dồi, sao lại đóng không đấm mồm được cái này? Tuy là không đấm mồm được, nhưng đam gần thì cứ tầm 1.000 thôi. Còn đam đấm mồm chắc là tầm 2-3.000. Đam đấm mồm thường là gấp đôi. Ghê lắm. Cây này nó gọi là bá của nhà bác đạo thôi. Thay đạn thì kiểu nhồi nhét như cây COP 357 VL. Nhét đạn nhanh như thế này thì bố con thằng nào chịu được. Shotgun mà vừa thay đạn nhanh này, vừa đam to này. Cây này thì phải gọi là nó bá hơn cả VIP rồi. Cá mập khát máu ư? Tuổi gì với cây này? Cá mập khát máu hình như thay đạn cũng còn lâu hơn cây này ấy. Đừng đùa. Nó phải thay một cả băng đạn. Đây chỉ cần nhét 2 lần là xong. Đấy, bắt cá hai tay. Nhét vào mồm 2 lần. Rồi đây. Ông Minh ở đây. Đùa. Đứng trơ cái mặt ra mà không thằng nào nhìn vào. Thắm thế à rồi. Sao mình mất cái độ đẹp dai rồi. Đây, mới nói xong. Cái gì mà từ dưng mình đứng. Ủa, đứng trơ mồm ra mà không thằng nào nó sờ vào. Gì thật. Còn đấy, bọn này chắc là chê rồi. Lên đây tớ ơi. Tao sợ mày quá cơ. Thôi. Đam nó cứ đấm mồm thôi. Có vài phát là chết à. À đủ. Thấy thằng Tơ. Rồi. Vừa thấy bạn Tơ xong. Không biết nó chạy đâu rồi. Đi mọi nữa. Mình cover theo cây này là COP 357 và Knuckle 2 VIP. Nhưng chắc là cũng không dùng. Tại vì cây này thay đạn nhanh lắm. Không cần dùng đến COP 357 làm cái gì. Rồi. Xoắn lên làm gì? Tao sợ mày quá đấy. Đít mệnh. Cào ra vãi nồi. Thế mẹ ơi, anh em thấy không ạ? Sao lại ping lên 9x thế này? Trời ơi. Cá mập lại cắn cáp rồi. Bạn cá mập ơi, bạn tha cho cái mạng của Việt Nam đi. Thế mẹ nào? Cứ một năm đứt mấy trăm lần như thế này thì bố con thằng nào chịu được? A hu hu. Té lên đây rồi. Rồi. Cầm Tơ thế này.
Có trận nào mình cũng gặp tới à? Số xui xẻo. Đây đây đây. Này thì nguy hiểm này. Cầm tơ cũng được. Tao sợ chúng mày quá đấy. Trận nào cũng cầm tơ. May trận lúc nãy thằng chủ ạc nó vào cái thoát rồi mình vào trận khác. Úi dồi bùng này. Mày bùng này cưng. Bùng cái gì? Mày không biết là dạo này có truyền thống bùng lên từng bậc. Vừa lờ thật, nãy mình cũng có làm một cái clip là M4 quái thú vô hình. Thế mèo là bọn kia nó cũng bung như thế á. Đùa. Bung kiểu gì nhở? Hỏi nó bung lên từ dưới đất mà nó bung lên lên cao. Chắc nó tính đi trên không đấy. Này đi, nguy hiểm này. Đừng có tỏ ra nguy hiểm đi tơ. Tao sợ chúng mày quá đấy. Rồi. Gì ấy? Thình nhiên đứng lên cao. Chơi như sniper. Giết người. Rồi biết ngay là nó sẽ đục. Úi dồi. Thôi tha mình. Mình một con tơ hiền lành. Đời làm zombie thì chẳng bao giờ sờ vào ai. Chỉ sờ mấy cái thằng hãm hại mình thôi, muốn hiếp mình thôi. Rồi nói hơi bị điêu. Chơi thằng nào lại gần thì cũng sờ. Đấy, bước chân vào quán đèn mờ. Ngồi gần con gái không sờ là ngu. Thà làng cắt tóc đi tu, ngồi gần con gái ngu sao không sờ. Đấy, người ta cũng có hẳn một câu để nói về cái việc đấy, bảo sao mình không sờ được. Mình cũng là con trai mà, mình mệnh phải 3D đó, đéo đâu. Này đi, mày đùa với bố của con ạ, à, đứng đấy mà bắn. Đây đây, còn thằng này nữa. Cố hiếp chết thằng này. Hiếp, hiếp và hiếp. Úi dồi, cái gì đấy? Hết cả hồn ạ. Rồi tôi xong rồi, không kịp. Cái thằng kia nó liếm nhanh vào lờ. Đấy, cái thằng đấy thì anh em đừng có khinh thường, nó có thể cân được hero ấy. Bình thường thì hủy diệt nó cân được hero. Bây giờ còn cầm cái ích tòi đấy cũng cân được hero. Tại vì nó có hồi máu liên tục mà. Hai lần hồi máu nhìn mệnh. Nó cào người lên tầm 8-9k máu thì nó hồi hai lần thì nhân x2 lên thì phải 15-16k. Chơi như thế thì giết người đấy. Đa mũi vào người là 1.000 thôi. Ghê thật. Cứ sát sát là 1.000. Chưa, đấy là chưa tính hết sọ ấy. Cứ sọ lên nữa thì anh em cứ hiểu hàng là nó mệnh cỡ nào. Vờ lờ thật. Đấy, đấy, cứ đuổi theo mình đi. Mình là một con người rất là nguy hiểm. Úi dồi, nhấp nháy kìa. Tiếc thế nhở. Mình cứ tưởng thằng đấy chưa. Cứ nhấp nháy thì cứ lao vào gần chiến. Úi dồi. Mấy thanh niên. Nó ngáo sẵn trong người. Bây giờ nó không biết mình ở phương hướng nào. Nó chạy theo một cái đường vô định. Gì đấy? Liếc cái gì? Ôi. Cây này bắn rất là phê nhá. Bắn xa được. Mấy cái shotgun khác thì không bắn xa được. Nhưng cây này bắn xa được. Thật là VL. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bắn xa tầm khoảng cách 100m thì cũng ok đấy. Nhưng xa quá, xa như kiểu 3Z thì thôi nhá. Mình không khuyến khích. Đấy, cứ càng gần là đam càng to thôi. Mà đứng xa thì đam cũng không phải là bé lắm. Úi dồi. Cứ tầm này mà vã thôi. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh. Kiểu gì cũng có thằng tia chớp nó đuổi theo mình. Tín mệnh. Úi dồi. Mình có làm gì với bạn hàng họ, hang hóc nhà bạn đâu. Có cái đuổi theo cứ đầu trận đến cuối trận. Biết phải làm sao bây giờ. Chắc là nó nhìn mình là nó thích cây đua shotgun này rồi. Thì mọi mới đọc cái tên lúc nãy bây giờ quên bà cái tên rồi. Bây giờ gọi là đua shotgun. Úi rồi. Liếm nốt rồi té thôi. Úi rồi. Cái định mệnh tầng cái tia chớp. Nó không thể tha cho mình được ạ. Mọi em mình cần một chút gì đó hero. Úi rồi. Cái gì đấy nhấp nháy kìa. Nhấp nháy rồi anh ta vẫn lao như thần ạ. Rồi lại đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng ấy. Đùa. Vãi cây này cận chiến không được xa. Được xong. Không được xa. Rồi. Cái này không được xa lắm. Nếu mà pha đấy mà xẻng VIP hay là quắm VIP thì kiểu gì nó cũng sấp mặt. Đen quá. Đen quá. Đúng rồi. Từ từ. Cái thằng tia chớp. Bạn ơi. Bạn nguy hiểm với mình quá rồi. Úi dồi, gì đấy? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào các bạn ơi. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cào gì đâu. Chúng ta sẽ
sẽ đối mặt với thời gian và hết giờ. Hết giờ. Ai hi. Ai hi. Làm gì được nhau nào. Ở chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây rồi. Các bạn xem này thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn. Làm như này vừa rồi, làm dài quá anh em này. Cứ bảo mình là nhây. Ok.